đối với tất cả chúng sanh như đại đức Ananda đã suy tưởng đều đủ các công đức của Phật từ khi mới phát nguyện thành bằng chân đăng chân giác là tu mười pháp parami, mười pháp upaparami, mười pháp paramattha parami, năm pháp đại thi, ba pháp hành, từ căn giang sanh vào lòng mẹ trong kiếp cho, từ căn ra đời, từ căn xuân già, từ căn tu khổ hạnh, từ căn cam thân mà vương, từ căn chứng qua chánh biên trì trên bồ đoàn, chín pháp thanh, suy tương xong rồi, đại đức Ananda tụng kinh Paritaka đêm tròn đu ba canh tại trong ba vòng thành quê xa đi tân ca chư thiên trong mười muôn triều thế giới xa bà đều được thọ lãnh oai lượng kinh Parita. Kinh Parita đã làm cho ba điều kinh sợ phát sanh là bệnh tật, phi nhân và sự đối khác trong thành quê xa đi được mau tiêu diệt. Chư thiên này, nay chúng tôi tụng kinh Parita ấy. Hàng phụ ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoàng hàng phụ ta nào là chư thiên ngự trên hư không thế giới mà đến hội hợp nơi đây, cầu xin tân ca chư phụ ta ấy mở lòng từ thiên và đem lòng thành kính mà nghe phần ngôn. Tân ca chư phụ ta được nghe kinh Parita rồi nên mở lòng bác ái đối với chúng sanh thuộc về nhân loại là những người hằng đêm của Bồ Thí đêm ngày không dưng. Vì đó các ngài chẳng nên lanh đạm, cầu xin hộ trì những người ấy tài sản trong thế gian này hoàng trong thế giới khác, hoàng trân châu quý trọng trên thiên thượng. Cả tài sản và trân châu ấy cũng chẳng sanh bằng đứng Như Lai, đứng phần này như trân châu quý bao cao thượng. Tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lời đứng giao chú sắc Yamuni là bần thanh tịnh đại ngộ các pháp diệt trừ phiền não, dưng khỏi tình dục là pháp bân diệt, là pháp cao thượng, chẳng có vần chi sanh bằng pháp ấy. Đứng pháp này như trân châu quý bao cao thượng, tôi xin thành thân cầu được phát sanh thành lời đứng Phật cao thượng hằng khen ngợi pháp thiền định là pháp trong sạch. Các bậc trí tuệ đa giang giai về pháp chánh định là pháp sanh qua theo thứ tự, thiền định khác chẳng thể sanh bằng. Đứng pháp này như trân châu quý bao cao thượng, tôi xin thành thân cầu được phát sanh thành lời. Nhưng hàng tu hành có tam bậc mà các thiện tri thức đa người khen, các bậc ấy đều là thinh văn đệ tử của Đức Sugato. Các ngài đang thọ lãnh những vật thi của người tinh ly nhân qua đem đến dân cung. Nhưng sự bồ thi đến các bậc đắc thi này Yabhugala là việc bồ thi được kết quả rất nhiều hạnh phúc. Đứng tăng này như trân châu quý bao cao thượng, tôi xin thành thân cầu được phát sanh thành lời.
các bậc thánh nhân trong giáo pháp của Đức Chánh Biên Truy Hiệu Gotama đã hành theo lễ chánh rồi, có lòng bền chân, chẳng còn ai dục. Các bậc thánh nhân ấy đã chứng qua A La Hán, đã nhập niết bàn, đã tan lừa phiền não và đã hướng đạo qua rồi. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Cột cự đã đông cứng dưới đất, dầu gió bốn phương cũng không lay động thế nào. Người hay suy xét thấy các pháp diệu đế, Như Lai gọi người ấy là bần thiền trí đức. Hàng không tham nhiễm các pháp thế gian, vì như cột cự kia vậy. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Các bậc thánh nhân thấy rõ các pháp diệu đế, mà Đức Như Lai có trí tuệ thầm thầm đa giang dài đứng đăng. Các bậc thánh nhân ấy dầu có dê vui, cũng chẳng thọ sanh đến kiếp thứ tam, là chẳng luân hồi qua bảy kiếp. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Bằng được chứng đạo qua tu đà huần, thì đã dưng khôi ba phép chưa ngài thường có, là thân kiên, hoài nghi và giới cấm thu. Bằng tu đà huần đã thoát khỏi cả bốn đường duyên, không còn phàm sao điều ác, là năm tội đại nghịch và cánh xu hướng theo ngoài đạo. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Nếu bần tu đà huần vô tâm phàm điều tội lỗi do thân khẩu ý, các ngài cũng chẳng dấu diêm. Nê thành của bần đã thấy đạo niết bàn, bần không có thể dấu kinh nghiệp dư, mà Đức Phật đã giảng dài rồi. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Pháp cao thượng mà Đức Chánh Biên Trì đã giảng dài, là pháp có thể tiếp dẫn chúng sanh đến niết bàn, cho được sự lợi ích cao thượng. Pháp ấy ví như cây trong rừng, xanh chồi trong đầu mùa hạ. Đức Phật này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Đức Chánh Biên Trì là bậc cao thượng, ngài suốt thông pháp cao thượng, ngài thi pháp cao thượng, ngài đem đến pháp cao thượng. Ngài là bần vô thượng, đa duyên thuyết các pháp cao thượng. Đức Phật này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Nghiệp của các bậc thánh nhân đa duyên hằng rồi, nghiệp mới cũng chẳng phát sanh. Các bậc thánh nhân nào đã chán nản trong việc thọ sanh, là bậc có trí tuệ, thường được viên tình, cũng như ngọn đèn tăng vậy. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, tôi xin thành thật cầu được phát sanh thành lợi. Hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoàng hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội hợp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật, là các đấng giáo chủ đã được chứng qua giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường. Cầu xin được phát sanh thành lời.
Thần phụ ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu. Hoàng thần phụ ta nào là chư thiên ngự trên hư không. Mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Thần phụ ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu. Hoàng thần phụ ta nào là chư thiên ngự trên hư không. Mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời.